kiếm tiền miễn phí với rủi ro thấp. Đây có lẽ là những câu nói mà chúng ta nghe qua thôi đã thấy khá vô lý, đúng không ạ? Và chắc hẳn không ít người trong chúng ta cũng đã đều tham gia những cái hình thức airdrop, đúng không ạ? Để chúng ta sở hữu những cái token mới, từ đó có thể kiếm được lợi nhuận gần như là miễn phí. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của airdrop đó là chúng ta sẽ không chắc chắn về việc liệu có được nhận airdrop đến từ dự án hay không. Và trong ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn một cái hình thức cũng quen mà lạ, đúng không ạ? Đó là hình thức launch pool ở trên Binance, giúp chúng ta có thể gần như là chắc chắn nhận được những cái token mới. Và thậm chí nếu như may mắn cái token đó là một dự án được FOMO thì nó sẽ có thể đẩy lên rất nhiều lần khi được listing trên sàn. Vậy thì launch pool là gì và điều kiện nào để chúng ta có thể tham gia thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn ở trong ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay, nếu như các bạn muốn nhận được những tư vấn chiến lược đầu tư đối với Bitcoin và Altcoin hay cập nhật các thông tin, tín hiệu và cứu cháy khi giao dịch vàng và ngoại hối thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số Zalo 0962688246. Ngoài ra, chương trình đào tạo miễn phí 3 ngày dành cho người mới sẽ sớm bắt đầu. Để tham gia chương trình này, các bạn có thể liên hệ với mình qua số Zalo hoặc điền thông tin vào form đăng ký hỗ trợ. Đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của tất cả các video trên YouTube của anh Yu Capital. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong thời gian sắp tới. Ok, để hiểu đơn giản thì Launch Pool Binance là một cái nền tảng được ra mắt vào tháng 9 năm 2020. Và tại đây thì những cái dự án mà chưa list Binance sẽ trích một phần token trong tổng cung của họ như một dạng phần thưởng để đưa vào Launch Pool. Và khi mà sàn Binance đưa ra những cái thông báo về việc và chuẩn bị Launch Pool một cái token dự án nào đó thì người dùng họ sẽ sử dụng cái loại tài sản chỉ định để tham gia stake và từ đó có thể nhận được token của dự án Launch Pool. Và sau một khoảng thời gian chờ đợi thì tùy theo từng dự án thì sẽ có một lượng token nhất định sẽ được chuyển thẳng vào ví của các bạn. Tại đây thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra quyết định bán luôn token hoặc trong trường hợp chúng ta thấy dự án tiềm năng thì chúng ta hoàn toàn có thể hold. Nếu như các bạn nghi ngờ về khả năng tăng trưởng của những dự án thì ở trên màn hình đây là chính là danh sách những dự án launch pool Binance từ trước đến nay được cung cấp bởi CryptoRanks. Khi mà nhìn vào cái mức giá on time high của các dự án này thì mình tin rằng là các bạn sẽ cảm thấy khá bất ngờ với khả năng tăng trưởng rất là khủng khiếp từ những dự án launch pool trên Binance, đúng không ạ? Tại đây chúng ta có thể thấy dự án Bitcoin Standard là dự án có mức tăng trưởng khủng khiếp nhất với mức là 294.208%, tức là khoảng x2.900 lần giá trị. Tiếp đến phía sau kể đến ví dụ như là Anchor Protocol x khoảng 850 lần hay là Alien World x khoảng 117 lần. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn qua thì hầu hết những cái dự án có ROI cao đều nằm trong sóng uptrend của chu kỳ trước, tức là chu kỳ 2020-2021 thì chúng ta mới có cái lực tăng trưởng mạnh như vậy. Còn khi mà chúng ta check những dự án thuộc chu kỳ này thì các bạn thấy rằng là chúng ta vẫn chưa thực sự là có những cái dự án tăng trưởng đột biến. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nhìn vào mặt bằng chung của thị trường thì các cái dự án vẫn có thể từ x3 đến x4 và thậm chí x8 như AEVO vẫn được xem là khá là ổn đối với cả launch pool Binance trong giai đoạn hiện tại. Thì cái mục đích chính của mình khi mà mình đưa ra những cái số liệu liên quan đến ROI của những cái dự án launch pool trên Binance không phải để các bạn gom ngay hàng khi mà những dự án này vừa mới được listing. Đơn giản là cái tính rủi ro của nó rất là cao, mà vì khi mà các bạn mua ngay giá list đồng nghĩa với việc các bạn khả năng rất cao sẽ trở thành thanh khoản của những người đang nắm token tham gia vào launch pool. Đó là chưa kể đến những cái dự án trước đó listing launch pool Binance có thể ROI x hàng chục lần, tuy nhiên không phải dự án nào cũng đủ tốt để có thể giữ giá lâu dài. Ví dụ tiêu biểu nhất đó chính là việc dự án có tỷ ROI cao nhất mà bây giờ là Bitcoin Standard, đúng không ạ? Sau khi đạt all time high mức là 768 đô thì đã bị delist khỏi sàn Binance khiến cho giá nó mất tầm khoảng 99% giá trị. Hiện tại nó chỉ ở quanh mức là 0,267 đô mà thôi. Và đó là lý do tại sao mình luôn luôn nhắc các bạn là về cái việc những cái dự án launch pool đối với những cái người mới hoặc muốn an toàn thì chúng ta chỉ nên tham gia launch pool trong cái đoạn khởi đầu mà thôi. Còn có mua khi mà nó đã listing trên sàn hay không ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, phụ thuộc vào kinh nghiệm và cái khả năng phân tích cũng như là cái định giá của dự án khi listing nó có thực sự hợp lý hay không. Đặc biệt là với những dự án trong năm 2024 thì những cái định giá khi nó listing tương đối là cao hơn rất nhiều so với thời điểm năm 2020 và năm 2021. Do đó thì cái tỷ lệ ROI của cái mùa trước là cao hơn hẳn so với mùa này, lý do là bởi vì như vậy. Ok, sau khi chúng ta đã nắm được bản chất cũng như tiềm năng của launch pool Binance thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cách thức làm thế nào để chúng ta có thể tham gia launch pool. Như mình đã có đề cập với các bạn ở trên thì ban đầu chúng ta sẽ phải sử dụng những cái loại tài sản chỉ định, đúng không ạ? Theo cập nhật từ launch pool gần nhất thì sẽ có hai loại token chính, đó là BNB và FDUSD. Sự khác nhau giữa hai token này là khi mà BNB token là sàn của Binance, còn FUSD là stablecoin của hệ Phantom. Điều này cho thấy rằng BNB có cái tính chất biến động cao hơn so với cả một cái stablecoin. Do đó thì trước khi sử dụng BNB để tham gia launch pool của Binance thì các bạn sẽ cần phải lưu ý cho mình giữa việc một holder BNB và một nhà đầu tư launch pool. Cụ thể thì nếu như các bạn trước đó đã là một holder BNB
đã mua dù cực này trước đó rồi, cũng như là đặt niềm tin dài hạn vào BNB sẽ tăng trưởng trong cái mức giá cao hơn, thì cái việc nhận launch pool nó cũng chỉ là một phần thưởng đi kèm mà thôi. Nhưng khi mà các bạn là một nhà đầu tư đi mua trực tiếp BNB để đi farm ra token thì nó lại là câu chuyện khác. Nếu lượng token farm ra không bù được so với giá của BNB bị giảm sau khi kết thúc launch pool thì coi như là các bạn sẽ bị lỗ. Thế nên với kinh nghiệm của mình, nếu như các bạn không xác định là một holder BNB hoặc không mua được giá đẹp thì tốt nhất là chúng ta nên sử dụng FUSD cho an toàn. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng một tip nhỏ, đó chính là bỏ USDT vào margin để vay thế chấp hoặc là mở một lệnh short BNB với đức đòn bẩy là X1 trước khi mà chúng ta mua BNB để tham gia launch pool để tránh bị lỗ. Tiếp theo là cách trả thưởng của launch pool Binance thì thông thường thì nó sẽ được đo lường mỗi giờ tính từ thời điểm các bạn sử dụng BNB hoặc là FDUSD để stake token launch pool. Tổng số lượng token tích lũy sẽ phụ thuộc vào tổng số token mà các bạn staking và tổng lượng BNB và FDUSD đã cam kết bỏ vào pool thanh khoản. Có thể hiểu đơn giản, nếu như các bạn có 10 BNB và tổng số token cam kết của tất cả người tham gia là 1.000 BNB thì các bạn sẽ nhận được là 1% số token tiền thưởng. Và số BNB và FDUSD này các bạn sẽ vẫn có thể giữ nguyên khi mà tham gia launch pool. Các bạn sẽ không bị mất hay trừ đi. Điều này có nghĩa rằng việc các bạn nhận được ít hay nhiều token nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào tổng cung của launch pool và cái số lượng người tham gia và tổng tài sản các bạn đăng ký tham gia launch pool là bao nhiêu. Nghe qua thì có vẻ các bạn nghĩ rằng là tham gia launch pool sẽ không nhận được quá nhiều tiền khi mà Binance hiện tại đang sở hữu lượng người dùng đông nhất trong thị trường crypto hiện tại, đúng không ạ? Từ đó thì cái sức cạnh tranh cũng rất là lớn. Đây là cái điều mà mình không thể phủ nhận. Tuy nhiên thì chúng ta xác định trước tư tưởng rằng đây là một cái danh mục giúp chúng ta có thể kiếm tiền miễn phí và rủi ro thấp. Nếu như các bạn để ý ở bên ngoài thì những cái dự án airdrop thì cũng rất hiếm để chúng ta tìm được những cơ hội có thể nhận được token free như này. Đó là còn chưa kể đến những cái dự án mở airdrop cho chủ quyền lần này đòi hỏi những cái yêu cầu tham gia rất cao và thậm chí là các bạn sẽ cần phải sử dụng vốn tương đối lớn để có thể tham gia. Để cho các bạn hình dung rõ hơn thì mình sẽ lấy luôn ví dụ từ chính bản thân mình với dự án Etherfi. Cụ thể trên màn hình các bạn thấy đây chính là ảnh chụp cái thời điểm mà mình nhận được thông báo airdrop đợt 1 của dự án Etherfi, tức là khoảng 4.400 token. Nếu như tính từ giai đoạn Etherfi đạt đỉnh cao nhất là 8,6 đô vào cuối tháng 3 thì số tiền mình nhận được airdrop có lúc đã lên tới gần 1 tỷ Việt Nam đồng. Tuy nhiên để có thể nhận được airdrop lớn như vậy chắc chắn không phải điều dễ dàng và không phải ai cũng có thể tham gia được. Mình nhớ không nhầm vào cái thời điểm đó để nhận được airdrop thì mình đã phải đép cái số lượng ETH tương đương khoảng 100 ngàn đô. Qua ví dụ trên của mình thì các bạn có thể thấy rằng airdrop trong chu kỳ lần này đã có những thay đổi nhất định so với những chu kỳ trước đó. Đó là chúng ta sẽ cần phải đầu tư rất nhiều tiền. Tuy nhiên với kiểu Etherfi thì mình chỉ đép tiền vào nền tảng của dự án và giữ nguyên toàn bộ tài sản, nhưng không phải dự án nào cũng sẽ đưa ra cho chúng ta những cái điều kiện như vậy. Nhất là những cái dự án lớn đã airdrop cho người dùng trong khoảng thời gian đây như là Starnet, ZkSync hay là Layer Zero. Theo những gì mà mình tìm hiểu thì đây đều là những cái dự án thiên về giao dịch mạng lưới, tức là người dùng muốn tìm kiếm cơ hội nhận airdrop thì sẽ cần phải thực hiện rất nhiều giao dịch. Ok, thì với những các bạn mới, đôi khi các bạn sẽ có sự nhầm lẫn giữa hai thuật ngữ đó là launch pool và launch pad trên Binance. Tiện đây thì mình cũng sẽ giải thích chi tiết luôn cho các bạn. Về các cái điểm tương đồng thì có một điều mà Binance sẽ đảm bảo cho chúng ta khi các dự án được quảng bá thông qua hình thức này, đó là sẽ đều được các chuyên gia của Binance phân tích và kiểm tra kỹ lưỡng. Những cái tiêu chí mà Binance đặt ra cho dự án có thể kể đến như là tokenomics của dự án, lịch sử tóm tắt của đội ngũ phát triển, dự án có thể được áp dụng trên quy mô lớn hoặc dự án có tiềm năng phát triển trong tương lai không. Ngoài ra thì launch pool và launch pad thì đều đóng góp phần hỗ trợ cũng như thúc đẩy các dự án crypto tăng trưởng trong giai đoạn sơ khai. Những dự án này sẽ có cơ hội tiếp cận đến hàng triệu người dùng trên thế giới, đồng thời có quyền truy cập vào hệ thống hỗ trợ của Binance. Nhiều dự án đã đạt được cái mức tăng trưởng rất cao thông qua cả hai cái nền tảng này. Cuối cùng đó là Binance là một trong những sàn giao dịch crypto quan tâm khá nhiều đến các vấn đề liên quan đến bảo mật của người dùng và các hoạt động mua bán token. Do đó thì những cái dự án ở trên launch pool và launch pad trên Binance đều có độ bảo mật rất cao và ít có nguy cơ bị kẻ xấu tấn công. Cùng đến với điểm khác nhau thì Launchpad thường sẽ sử dụng phương pháp sổ số để phân phối token của dự án theo lượng vé mà người dùng đã sử dụng để stake. Trong khi đó thì Launchpool phân phối token cho tất cả người dùng stake token hiện có của họ. Thứ hai đó là Launchpad cũng sẽ đi kèm với một số cái rủi ro vì thực tế là chúng ta đã đầu tư vào dự án rồi. Nếu như dự án thất bại thì khả năng cái khoản đầu tư của chúng ta cũng sẽ bị hao hụt theo. Ngược lại thì Launchpool thì cái mức độ rủi ro thấp hơn rất nhiều vì chúng ta có thể hủy stake cái token của mình bất cứ lúc nào. Còn để trả lời cho câu hỏi là cái lựa chọn giữa hình thức launch pool và launch pad nó sẽ phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố. Đầu tiên là cái mục tiêu đầu tư thì launch pad nó sẽ phù hợp với ai mà đặt niềm tin vào dự án có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong tương lai. Trong khi launch pool thì nó phù hợp với những ai mà quan tâm tới việc kiếm lợi nhuận thông qua cái hình thức staking và hỗ trợ thanh khoản của dự án.
Tiếp đến là cái khả năng chấp nhận rủi ro. Hầu hết các khoản đầu tư vào Launchpad thường có rủi ro cao hơn. Ngược lại, Launchpad sẽ phù hợp nếu như bạn không thích rủi ro bởi vì cơ chế tham gia không yêu cầu sử dụng một khoản token. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian gần đây thì Binance cũng rất ít khi ra mắt những cái dự án theo hình thức Launchpad mà chủ yếu Launchpad mà thôi. Đây theo mình cũng khá hợp lý bởi vì tình hình hiện tại chưa thực sự tốt. Cái việc mà Binance họ đẩy những cái dự án Launchpad hoàn toàn có thể khiến cho tài sản stake của người dùng bị thua lỗ, từ đó thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của sàn. Ok, thì sau khi mà tìm hiểu được toàn bộ cơ chế hoạt động của Launchpad trên Binance thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào thực chiến trên điện thoại, đúng không ạ? Còn với thao tác trên máy tính thì các bạn cũng sẽ có thể làm tương tự. Để tham gia hình thức Launchpad thì như thường lệ chắc chắn các bạn sẽ cần phải có một tài khoản Binance. Nếu như các bạn chưa có tài khoản thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách tạo và xác minh tài khoản trên Binance. Điều đặc biệt là nếu như các bạn tạo tài khoản Binance thông qua đường link của anh Review Capital ở trong phần mô tả của video này thì các bạn sẽ có thể nhận được bonus trực tiếp vào tài khoản lên tới là 100 USDT. Sau khi đã có cho mình một tài khoản Binance đã KYC rồi thì ở trên màn hình các bạn có thể thấy đây chính là trang chủ của sàn Binance trên điện thoại. Để tham gia Launchpad thì đơn giản nhất là các bạn bấm vào mục tìm kiếm và gõ chữ Launchpad giúp mình. Khi mà bấm vào mục Launchpad thì trong thời điểm mình đang quay video này thì rất may mắn là sàn Binance đang mở Launchpad cho dự án có tên là Hamster Combat. Đây là một dự án với cái lượng người dùng rất khủng ở trên Telegram. Do đó, những cái đợt Launchpad sẽ được Binance khởi động một cách ngẫu nhiên và sẽ tùy từng thời điểm thị trường tốt hay xấu. Thế nên là khi mà có Launchpad thì các bạn cũng nên tranh thủ tham gia. Tại đây chúng ta có thể thấy rằng đã có hơn 14 tỷ đô mà người tham gia đã khóa trong Launchpad và số tiền huy động cũng lên tới con số là 188 triệu. Những con số này thể hiện rằng là cái sức hút rất đặc biệt và cái tính thanh khoản rất lớn ở trên Launchpad của Binance, đúng không ạ? Ngoài Hamster Combat ra thì khi mà chúng ta kéo xuống dưới chúng ta có thể thấy trước đó cũng có rất nhiều những cái dự án khác gần đây cũng đã triển khai Launchpad, kể đến như là Kaiti, Dodge hay là Thon. Đi vào chi tiết Launchpad của token HMSTR thì phần tổng số airdrop cho Launchpad này là khoảng 3 tỷ token. Thời gian để người dùng tham gia stake sẽ khoảng 3 ngày từ 23 tháng 9 cho đến 26 tháng 9. Cuối cùng, cái phần quan trọng nhất đó chính là cái loại tài sản để chúng ta có thể tham gia Launchpad với FDUSD và BNB. Thì sau khi chọn token mà các bạn muốn stake thì chúng ta sẽ bấm vào phần khóa để cung cấp thanh khoản. Giả sử như mình bấm vào mục FDUSD để stake chẳng hạn. Tuy nhiên ở đây thì mình không có token FDUSD. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sở hữu token FDUSD? Thì rất đơn giản, chúng ta sẽ quay trở lại trang chủ rồi bấm vào mục tìm kiếm và gõ FDUSD để mua spot. Ở đây mình sẽ dùng 100 USDT để đổi lấy 100 FDUSD. Giá trị gần như không có sự thay đổi gì đáng kể. Đây cũng là lý do vì sao mà mình khuyên các bạn nên tham gia Launchpad trên Binance bằng Stablecoin FDUSD thì nó sẽ tránh cái biến động đến từ BNB. Ok, sau khi đã sở hữu được FDUSD rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại mục Launchpad. Ở đây khi bấm vào mục khóa thì chúng ta sẽ thấy phần số dư spot đã được cộng vào 100 FDUSD, được chưa? Mình sẽ bấm tối đa, sau đó bấm tiếp vào mục khóa. Xác nhận khóa xong thì các bạn thấy nó sẽ đếm ngược hơn 2 phút ở mục là FDUSD pool. Nếu như các bạn chưa biết thì cái thời gian đếm ngược này nó sẽ kết thúc, đồng nghĩa với việc là cái token sẽ bắt đầu được cộng vào tài khoản của các bạn. Mức cộng token HMSTR sẽ tùy thuộc vào cái lượng FDUSD mà các bạn đã khóa là bao nhiêu. Để xem chi tiết hơn thì chúng ta sẽ bấm vào FDUSD pool. Tại đây thì nó sẽ hiện lên cho các bạn thông số liên quan về tổng số tiền đang khóa trong Launchpad. Trong trường hợp token HMSTR được cộng vào tài khoản thì nó sẽ được hiển thị ở mục token airdrop chưa nhận. Để số token này vào tài khoản giao dịch spot thì các bạn đơn giản chỉ cần bấm nút nhận là được. Tiếp đến, giả sử trong khoảng thời gian stake các bạn cần FDUSD để sử dụng cho mục đích cá nhân thì với Launchpad chúng ta hoàn toàn có thể mở khóa bất cứ lúc nào. Để thực hiện thì các bạn chỉ cần bấm vào mục mở khóa, sau đó mình sẽ bấm vào Max để mở khóa toàn bộ 100 FDUSD của mình. Khi bấm xác nhận xong thì ngay lập tức 100 FDUSD sẽ được chuyển về ví spot của các bạn. Muốn chắc chắn hơn thì các bạn quay lại ví spot để check thì chúng ta cũng đã thấy rằng là 100 FDUSD cũng đã quay trở lại ví rồi. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện thao tác stake lại 100 FDUSD vào Launchpad để giải thích thêm. Thì ở đây, sau khi đếm ngược hết 2 phút thì nó sẽ tiếp tục đếm ngược 1 tiếng. Giải thích đơn giản thì đây là quãng thời gian đếm ngược để Launchpad tính token HMSTR dựa trên lượng FDUSD mà các bạn đang stake. Tức là cứ mỗi giờ nó sẽ update một lần, vì rất có thể là bạn sẽ stake thêm FDUSD trong khoảng thời gian đó. Còn một trường hợp nữa cũng khá nhiều bạn thắc mắc, đó là giả sử nếu như chúng ta quên không nhận và mở khóa token đang stake trong Launchpad thì sự kiện kết thúc, tài sản có bị ảnh hưởng không? Thì để trả lời câu hỏi này, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này. Khi mà sự kiện kết thúc thì toàn bộ số token mà các bạn stake và số token Launchpad nhận được sẽ tự động chuyển về ví spot của các bạn. Thế nên là các bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề này.
Ok, đến đây thì mình tin rằng là các bạn cũng đã hiểu rõ cách thức tham gia Launch Pool trên BNN là như thế nào. Với cảm nhận của một người đã từng tham gia các cái đợt Launch Pool thì mình nghĩ đây là một hình thức tương đối an toàn là xét về mặt bằng chung của thị trường crypto. Tuy nhiên, nếu như các bạn kỳ vọng về một sự đột biến về mặt tài sản thì nó cũng thực sự rất khó. Bởi vì để có thể có lợi nhuận lớn khi làm Launch Pool thì các bạn sẽ cần phải có cái lượng tài sản stake ban đầu rất lớn thì chúng ta mới được phân phối nhiều token, đúng không ạ? Đó là chưa kể những cái sự kiện Launch Pool diễn ra ngẫu nhiên theo ý muốn của sàn Binance và nó cũng không thực sự là đều đặn và ổn định. Ok, hy vọng là nội dung trong ngày hôm nay sẽ giúp các bạn biết cách tham gia thêm một cái hình thức kiếm tiền khá đơn giản và an toàn đối với cả Launch Pool trên Binance. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cái việc này, các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết, mình sẽ rất sẵn lòng giải đáp cho các bạn. Hy vọng là trong video tiếp theo mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một số những cái hình thức kiếm tiền thụ động khác cũng như cái tính năng hấp dẫn ở trên sàn Binance. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhé.